คือรวยแล้วรวยbạn lúc này là hơn 6 giờ sáng. Duy đang đứng ở chợ Cao Mại, xã Quang Hưng, Kiến Sương, thành phố Thái Bình. Chợ lúc này Duy thấy rằng mọi người, bà con mới bắt đầu dọn dẹp đồ hàng, và Duy đã chọn được một cái quán ăn Duy thấy rằng khá đông khách ở khu chợ. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào khám phá xem nhiều người ăn thế thì quán bán gì, và Duy sẽ gọi ăn thử cũng như là sẽ chia sẻ cho quý vị trong video. Đây, bác nói lại đi nhá, hơi bị ngon đấy, hàng hơi xịn đấy, áo hơi ngon này đấy. Em chào chị. Chị ơi, chị có món gì chị? Cả bún lẫn phở. Dạ. Và chị có bún gì? Bún thịt, bún lòng. Bún thịt, bún lòng. Trứng. Với trứng, trứng vịt lộn hay là trứng, trứng thường? Thôn Cao Mại, xã Quang Hưng. Xã Quang Hưng. Và cái kinh tế chủ yếu của bà con là làm về cái gì hả bác? Chủ yếu là làm cơ bản làm ruộng thôi. Vâng. Đâu đó là có cả màu. Dạ. Làm ruộng cái màu. Vấn ông phát biểu. Dạ. Đứng đắn nào? Vậy là không đứng đắn là ông chém mình bị cay. Không phải chém. Đấy ông chém đây có bằng chứng ấy nhá. Đã ruộng màu ạ. Màu. Ruộng màu tức là ruộng khác cũng với lại màu khác. Là màu. À màu. Cây công nghiệp với lại rau cỏ. Dạ. Cây công nghiệp là những cây gì hả bác? Cây công nghiệp cơ bản là tương. Dạ dạ. Ngô. Dạ. Tương của cây công nghiệp. Dạ cây công tiện nữa. Dạ. Với lại chăn nuôi, nuôi vịt. Còn dạ. Nuôi vịt. Đa số là ở Quang Hưng này là chỉ có bác Lăng ạ. Công nghiệp nhiều. Ông dạ. Tân chủ yếu chăn nuôi và nuôi vịt. Chăn nuôi và nuôi bò, nuôi lợn, nuôi hết rồi. Dạ. Ngoài ra thì có cơ quan nhà máy gì cả. Dạ. Chỉ có chăn bán. Nuôi. Vâng. Bán cơ bản ngoài chợ. Vâng. Tức là thuần nông. Dạ. Đặc lông ấy. Dạ. Ta làm bắt lòng bắt ăn bắt người nãy giờ về tiếng hồn. Ăn đi. Chợ mình là họp khi nào hả bác? Chợ dạ. Phiên ấy, chợ phiên của mình nhé. Chợ phiên mồng 4, 14. Dạ. 19, 19. Dạ. 24, 29. Dạ. À, không dạ. Dạ, dạ. Là họp buổi sáng đấy ạ. Họp buổi sớm. Dạ. Chiều là bà con đi làm, không dạ. Họp. Dạ. Còn hôm nay là ngày 26, hôm là ngày bình thường. Hôm nay là ngày 26 ạ. 26, 26. 25 chứ. 26. 26 ạ. Cũng vậy. Ông già quanh một vâng. Hay không được ở đâu báo là nghe 26. Ông già lại quanh một vài. Cái này tân khoai. Ít thôi. Thôi, khoai rồi à? Ăn rồi à? Đã ít rồi. Tâm lực không đánh biết khoai. Đâu, mọi ngày tay trần nay nước ni lông. Bác không? đưa lên à. YouTube đây. Bác ơi. Trêu nó vậy. Mà tiếng hết uy của quán. Vậy. Nhà bác ta đang quay đây. Không được. Tiếng cho ăn bắt đầu mình. Cho ít thở ra. Không mang đến một kia hả? Tiền đưa rồi. Sao đây con? Đây. Quên cả bảo à. Tôi kiếm đi đâu rồi? Bye bye. Ơi. Cái giá là mình cũng gửi lấy tiền mà bát cũng không biết thế. Bát. Bát nhà hàng gì? Bát của Năm. Đang đi cho lợn cho gà ăn. Ngày việc gì vậy? Bát của nó. Ông hay mất cả cái oai của người bán mía. Đang đi oai quá. Mất tư cách của người chăn vịt.
Ông ra này, ông có bao giờ ông chết thì cháu đến cầm cờ, ông không như thế, ông viên tâm, ông không thiệt thòi đâu mà ông lo. Tao không muốn cái mặt mày. Mày đến cầm cờ thì đang có tao đầy, và Phương với bà phải mang đi chẳng phải ai. Phương phải như là đường mà cờ mà hoa. Hôm mà Nguyên bảo hỏi chứ là mày và Nguyên đang chết thì ai đến thì mày mày đang bơ chỉ không có đồng bà là bà chết lâu rồi. Nước này là chị hầm từ gì đấy chị? Xương lợn. Xương lợn sẽ có kèm theo chân bò không? À xương bò không? Không. À mỗi lợn không? Nó mạnh dạn lên con hoa đối đáp dạ. Ngoài ở chỗ cái này nó không thể pha nước tiêu khác được. Nó hôi, nó mỏ cho bé lên. Dạ. Đây rồi. Quay luôn cái bà rơi cái xào này, bán hành lắm đây. Xào đây. Quay luôn cái này. Chợ này có từ bao giờ à, là có? Ông già này. À vâng. Chú. À ông biết. Có lâu rồi. Trước là 4 năm. Dạ, tức là rất lâu rồi đúng không ạ? Lâu rồi, dạ. Lên cổ mà. Dạ, dạ. Trước là 4 năm. Dạ. Thế giờ trước kia thì chợ này là và bây giờ là nó cũng là chợ của xã cũng luôn là ạ. Chợ Cao Mại, gọi vâng. Chợ Cao Mại xong cũng và phục vụ cho cả nhân dân xã đấy, mình luôn. Cả. Dạ. Tiên hạ ấy. Không, chứ là cái chợ đấy. Dạ, chúng tôi đây là chợ tiền cổ chứ không phải là chợ bé. Mới phát sinh. Dạ. Là tiền cổ ấy. Dạ, dạ. Đây là rộng ra đất chùa, tại chùa tôn chùa đấy. Dạ. Trong cái này bao tiền chị? Cái này là 15.000. Cái bát của Duy đây có giá là 15.000. Bát này thì không khác gì với bát phở ở trên Hà Nội đúng không ạ? Bát to, cao. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy. Cách bố trí thì nhìn thì cũng rất cơ bản. Chúng ta không có gì để bàn cái với lại cái bát 15.000. Không biết là cái chất lượng bên trong thế nào, Duy sẽ thử nước dùng. Cảm giác của Duy về cái màu nước này thì trong và nước béo thì gần như là rất là ít. Và thưa quý vị, nước dùng nếu mà so với nước phở ở trên Hà Nội thì cái vị thanh, vị ngọt thì nó không lộ diện, nó lên rõ ràng. Mà ở đây thì có một cái vị, tức là nó có gì đó nó rất là chân chất, vị đượm đà, nhẹ nhàng. Và cái vị ngọt thanh nó cũng phải thực sự là chúng ta chú ý đến thì nó mới hiện diện. Cái nước dùng để được sánh với lại cái nước dùng ở Hà Nội nữa thì nó phải có một cái quá trình nữa. Rồi Duy sẽ cho gia vị ở đây. Bởi vì Duy rất là thích rau thơm rất là sạch sẽ này. Rồi gần như là giống như là ở đây là vùng thuần nông mà. Duy nghĩ rằng rau sạch. Đấy, rất là thơm. Chúng ta có cả lá mơ này. Lá húng, tía tô. Ở đây thì chị bán cũng khá là nhiều các cái gia vị khác, đặc biệt là cái món lòng lợn. Hôm nay thì Duy không ăn lòng lợn. Ở đây thì Duy thì thấy là có, nói đúng ra đây là phở lợn hay là bún lợn thì đúng hơn. Đấy, chúng ta thấy có giá đỗ. Duy mời quý vị nhé. Quý vị, cảm giác đầu tiên Duy thấy thì bát bún rất nóng, rất nóng. Kèm với lá thơm, lá mơ, lá húng, lá tía tô đã tạo cho mình một cảm giác thực ra hòa quyện với lại thịt lợn nhúng nữa, rất ngon. Và cái vị nượm sâu sắc nhất đó là vị thanh, thơm, ngọt từ thịt lợn hòa lẫn với lại vị chua, cay của giấm ớt nữa.
chính vì cái vị đó thì Duy mới thấy rằng những cái chai rượu xếp ở đây này, thực sự cái này nó cuốn hút, cuốn hút. Khi ăn thì nhớ đến rượu thật, thực sự. Với lại Duy hôm nay ăn xong, Duy có một cái cảm nhận mọi thứ, đặc biệt là về ẩm thực nữa, về những cái vùng quê thì mình phải thực sự là mình phải đắm mình vào, rồi mình thực sự mình ăn xong và cảm nhận và ăn đến cái giọt nước cuối cùng thì chúng ta mới có cái sự đánh giá nó công tâm. Và với lại cái bát bún thịt lợn ngày hôm nay của Duy ấy, nếu có một thang điểm Duy cho 9 điểm. Khi ăn xong có một cái vị ngọt thanh và thực sự là rất là hào hứng và nhớ nhung. Đây là một trong những cái khu chợ phục vụ, nếu bà con thuần nông mà có một cái bát bún ăn nhẹ nhàng thanh tao giá 15.000 này thì Duy thấy rằng rất là ok. Cái điểm Duy thích đó là cái sự hòa hợp rất là nhẹ nhàng giữa giá đỗ với lại cái rau thơm ở đây. Rồi cái cảm giác rất là an tâm khi ăn những cái thực phẩm sạch. Chị con bún này mai là được lên việc đó. Chị ơi, ngày nào chị cũng bán à? Ngày nào chị cũng bán. Dạ. Cả phiên lẫn ngày thường. Cả phiên lẫn ngày thường. Dạ. Sáng chị bán mấy giờ? Sáng chị bán từ 5 giờ. 5 giờ sáng đến mấy giờ? Đến 10 giờ. 10 giờ sáng. Dạ. Quán chị tên là gì? Quán này không có tên. Không có tên. Nguyên. Cô giới thiệu cho ạ. Đến 9 giờ là hết thôi. À, 9 giờ là hết. Cứ thông báo là chị Nguyên Anh. À, chị Nguyên Anh vào trong chợ đúng không ạ? Là hỏi thế. Cứ hỏi là chị Nguyên Anh. Dạ. Đây là những chia sẻ của Duy về cái món ăn tại chợ Cao Mại thuộc Kiến Sương, thành phố Thái Bình. Nếu quý vị và bạn ở Cao Mại đang xem video này thì hãy chia sẻ để nhiều người biết đến hơn. Và để liên hệ với Duy, để góp ý trực tiếp với Duy thì quý vị có thể gọi điện theo cái số mà Duy để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận này. Hãy nhấn đăng ký và tích vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký để khi Duy up lên những video mới nhất thì quý vị và các bạn sẽ là người đầu tiên được xem chúng. Duy chuyên về Hà Nội nhưng Duy sẽ quay những cái nơi mà Duy đi qua, Duy trải nghiệm, đặc biệt là những cái vùng quê, và sắp tới có thể Duy sẽ đi toàn đất nước Việt Nam để chia sẻ những cái văn hóa, những cái nét đặc trưng ở cái vùng miền mà Duy đi qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.